Bảo Yến xin chào các bạn. Như các bạn biết thì máy nén khí được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như là bơm bánh xe, phun sơn, in ấn bao bì, hay sử dụng trong các cái ngành xây dựng, y tế hay là thiết bị điện tử vân vân rất là nhiều. Và chính vì vậy, hôm nay Bảo Yến sẽ mang lại cho các bạn một dòng máy nén khí của thương hiệu Takeo với mã là Takeo TK200L. Hãy cùng Bảo Yến ở lại video này để khám phá rõ về chi tiết máy nhé. Đây là máy nén khí Takeo TK200L. Bình của chúng ta sẽ chứa được dung tích là tới 200 lít khí trên 1 phút. Và trên bình chúng ta sẽ có in chữ Takeo để các bạn khi mua hàng chúng ta sẽ phân biệt được hàng chính hãng. Và vỏ bình sẽ được sơn bằng lớp tĩnh điện, chống được oxy hóa mài mòn trong quá trình lâu dài. Bên hông chúng ta sẽ thấy là có một cái đồng hồ quan sát. Khi mà chúng ta sử dụng là áp suất của tối đa của bình là sẽ tới được 10. Đây là cái van xả khí. Và khớp nối nhanh thì đây là cái dòng máy lớn nên chúng ta sẽ sử dụng được cho hai người. Khá là dễ dàng và tiện lợi đúng không ạ? Đây là đầu nén 3 piston với lại 3 cái bô e cách âm giảm âm cực lớn. Nút châm nhớt của bình. Khi mà các bạn châm nhớt thì chúng ta hãy quan sát cái phần mắc nhớt. Chúng ta chỉ cần đổ đến 80% là đã sử dụng được rồi. Và dây dẫn khí sẽ được truyền tải từ đầu nén xuống dưới bình. Đây là cái phần thông số của bình, chúng ta có thể quan sát ở phía trước. Đó là bình sẽ đạt công suất là 3.5 kW, tương đương là 4.67 HP. Bình sẽ chứa được là khoảng 750 lít trên 1 phút. Và áp lực sử dụng là 83. Nhưng khi tối đa chúng có thể lên tới được 13, tương đương là 190 PSI. Máy có trọng lượng là 149 kg, kèm là 4 bánh xe và 2 tay cầm, giúp các bạn dễ dàng di chuyển khi chúng ta sử dụng. Về phía bên motor thì chúng ta sẽ thấy là có một cái rô le tự động ngắt khi các bạn sử dụng. Motor thì sẽ là sử dụng motor chính hãng của Toàn Phát với vỏ ngoài được làm bằng hợp kim nhôm. Phía trước chúng ta sẽ có quạt tản nhiệt và bên trong sẽ được làm bằng 100% lõi đồng chính hãng. Phía sau máy nén khí thì chúng ta sẽ thấy là có dây cura. Dây cura thì chúng ta sẽ được kết nối thông qua bánh đà và pulley có một cái tấm chắn bên ngoài để mang lại sự an toàn tuyệt đối cho các bạn trong quá trình sử dụng. Các bạn đừng quên rằng là máy nén khí ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái van xả nước. Các bạn hãy thường xuyên kiểm tra, chúng ta sẽ xả cái lượng nước này ra nếu các bạn sử dụng trong một thời gian lâu dài để cho bình được chứa nhiều khí hơn. Và một vài điều quan trọng các bạn hãy cân nhắc khi mà các bạn sử dụng dòng máy nén khí này. Đó là chúng ta hãy kiểm tra cái nguồn điện kết nối vào máy và hãy đặt máy ở những nơi bằng phẳng để chúng ta sẽ sử dụng được máy tốt hơn. Và thứ hai, khi mà các bạn sử dụng thì chúng ta tuyệt đối không để những cái không khí bụi bẩn hay là ẩm ướt vào bên trong để tránh gây hư hỏng máy. Và các bạn phải thường xuyên kiểm tra và thay nhớt theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên để máy các bạn luôn được sử dụng lâu dài và bền bỉ hơn. Chính vừa rồi thì Bảo Yến cũng đã giới thiệu tổng quát về chi tiết của máy nén khí Takeo TK200L này. Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua máy thì các bạn hãy liên hệ với công ty Thế Giới Máy theo số điện thoại bên dưới video hoặc truy cập website để được Bảo Yến tư vấn và cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bạn.